ba đâu tự ba đâu bây giờ với Tú không có gặp ông đâu. Rồi mình chào cả nhà, chào mọi người. Ông đâu mà hôm nay cái này không biết ông đâu luôn. Mới ông mới giờ ông mới hú em mới ra nè, em biết đâu ông kia quay gì hả? Ông biết đâu ai biết đâu mà thấy nãy thấy mở cửa xe nhà nè. Ừ xe còn nhà nữa. Ủa mà này, mà này sao ông đi đâu ta? Cái chân ngủ một vòng đây á. Đâu giờ mình đi coi rồi ông đâu ta? Đi kiếm một vài bà. Đi kiếm đây. Thôi ngóng ngóng thôi. Để em làm một mưa cũng mỉm. Ok ông heo ơi. Đó gì kìa? Nó có cái giọng bệnh biết phải ông không biết nữa. Biết không biết phải ẩm mà là người ta. À biết rồi. Để mình đi ra ngoài coi. Ờ ẩm ẩm ẩm. Ngủ cho hôm nay ông ra ngoài mấy hồ cũng ngủ không cần. Phải. Chắc là ông hứng hứng vô Bắc á. Vô Bắc á. Ừ. Mày đừng chơi ông. Chiều ông thức dậy đi quay đi. Ừ. Chiều ông thức dậy được. Gõ ông dậy gõ. Lâu à? Cái lò mình thâu cò bé bé rưa ổng ngủ rồi thì nào ổng ngủ đã thôi. Vậy không? Gì trời kêu ổng thức dậy đi quay mà kêu du cò bé bé cho ổng ngủ rồi mà ba thằng trò mình quay lên ngu quá. Ừ. Sao vậy ta? Lấy súng bắn không? Súng bắn à? Súng không có. Tiếng súng thôi. Tiếng súng không á? Ừ. Ủa, đùa cả. Lấy cái lò. Lấy cái lò là cái gì? Lỡ ổng đập luôn vậy ta? Ổng đập thì ổng hưởng. Ừ. Lấy lò của ổng á chắc ổng không có à. Lấy lò ổng là ổng không có thường. À, ừ. Lấy thùng cửa kéo ổng đi. Lấy cái lò ổng đi. Thùng cửa kéo à? Ừ. Bự. Thùng cửa kéo đấy làm mất hết. Cái ổng. Để đưa ổng luôn. Lấy cái thùng ổng đi. Ừ. Đi lên cái thùng rạch. Chứ cái lò nhỏ ổng thấm ổng đâu. Ừ. Quất bành bành bành. Cái kỳ ổng ta. Thôi kỳ quá, bệnh mướn quyền cái dàn nhạc sống đi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, nguyên dàn nhạc sống. Thấy, hốt đi. Hốt đi, hốt. Em có cái lò mà nhỏ quá. Nhỏ hả? Ừ. Hốt mẹ cái lò bự, con nhỏ nó không thấm đâu. Nhỏ du vũng ngủ luôn. Du quất ổng cái lọt giẫm. Hay không anh, bà anh Tư thấy cái cửa đẹp không? Ừ, đẹp. Em sơn đó. Vậy đó hả? Ăn ổng rẻ. Nhiều. 8 triệu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cánh cửa có nhiều tiền, quất cái nó 8 triệu mà. Hả? Hồi đó ông làm cái hai cánh cửa nó có 2 triệu mấy à? Ừ. Em ăn tiền công như 8 triệu mấy tiền sơn. Đồng bọn con bị mắc hơn sắt. Dạ. Mắc hơn sắt. Mày em sơn rồi phải mắc rồi. Đồ có chai xịt tè 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 rồi nó mà mắc gì tàu. 2 ký sơn đó. Nó ổn. Em có trộn mà cái bột vàng. Bột vàng giống ăn. Đâu có dư tiền mua bột vàng. Bởi vì anh gờ ra thấy nhắm nhắm không? Hả? Ừ. Đúng không? Bữa nào lấy búa khẽ lấy vàng thì xài. Ông Tú này mất tiêu cạch. Nó vậy thôi chứ cửa em sơn giùm mỏng thôi à. Vậy đó hả? Ừ. Ủa của Tú ăn 8 triệu nghe bánh ăn kiến xối đầu luôn. Con ăn 9 triệu em chia anh triệu rồi. Ừ. Bà có chảnh không? Ăn ngủ thẩm mình. Ôi, vậy em lấy cái điện thoại, em mượn điện thoại vợ em kết nối vô. Ừ. Đợi em xíu nghe. Ừ. Bây giờ thử vậy ông nghe không Tư? Thử quay cái lò bển đi coi chừng ông nghe. À mình lấy lò nhỏ lò bự ta. Lò nhỏ hay lò bự? Thôi mình lấy cái lò bự đi cho ông nó thử nghe. Hết ra chưa? Vậy bỏ cái lò ra đi 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 mình đi. Cắt cái nhà đó. Bây giờ đâu này nó yếu dụng rồi. Đồ tôi giật luôn. Đi 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 vô ba ngủ thoải mái luôn. Hay là mình kêu mẹ cái dàn âm thanh nhạc sống nha. Đồ cột cái này đồ cột. Kêu âm thanh nhạc sống gì tốn tiền cái này có nè. Bắn cái anh cái cả anh ta 500 ngàn. Trời phí tiền. Ông còn ngủ không mà ông còn thức. Còn thức không mà còn đưa vậy? Ngủ rồi, gió nhét hết. Quá bà không? Đó, chết gì? Chết gì? Em, bây giờ em thấy gần gần ổng nghe. Ba lô. Ê, mà nên né đừng cho có trưởng đá cái hư cái lo là mình. Không lo hư cái lo không? Chịu anh, ai kêu đá?
Gió quá mọi người, dạo bị gió. Chưa được rồi, cứ chạy lúc bên kia kìa, để đỡ nhầm qua đi, bây giờ một vài ba mắt kìa. Chết bà rồi, không biết tới không, biết mạng này khó. Nghe thứ lại hốt chưa, hốt chưa một nước bên này nè, có chưa? Được rồi đó. Anh qua bên bển đi, anh đứng gần cái lối vậy, anh giác cái lon vậy. Em bắt, anh đắp hoài luôn nghe. Là anh đợi anh chơi, rồi anh chạy. Biết đâu ổng, nghe anh chơi kế ổng, kế cái lon, kế vô đôi tay luôn. À, khoan, tưởng vậy tới của anh. Chỗ kế vô tới đôi tay ổng, cho đi bển đi ổng. Chậm lẹ. Thấm luôn. Không thấm. Chữ lớp giáp mới nằm nữa. Bây giờ còn một cái nữa. Cái gì? Còn một cái nữa. Cái gì? Mà mình đi mượn cái chai xịt gì đó. Chai phòng cháy chữa cháy á. Đâu ra mượn? Mượn có ông bạn ở đây có nè. Mà nó nói họ nó bị hư gì mà con nó thành công không? Nó nói là nó muốn hết hư hết gì rồi. À có. À, ý có nghĩa là mình đi, dạ đi mượn đi. Đi mọi người đợi nhà mình đi mượn cái. Đi mua đợi nhà mình mượn cái gì? Ở đâu? Thưa cái này nguy hiểm nghe, cho tôi quần thôi. Cho tôi quần. Ừ. Thọt vô trong. Được không? Thọt được không? Mình nếu được mà thọt. Này là có xài gầu gần hết hả? Hả? Ừ, có xài gầu vậy. Không, nó xài gầu. Mà nó muốn bị chết hả? Nó bị chết á, mà biết. Thử nhẹ ăn cái. Chính chủ thử nhẹ ăn cái. Thử nhẹ ăn. Đây, ông Tú đứng ra cho đưa cái mặt cho ông Tú, anh Tư xịn cái cây. Ủa? Còn mà sao nó la hết á? Ồ, chắc hết gì rồi. Không biết nữa. Thôi đi. Đi. Liều luôn. Khỏi gài đi, bỏ túi đi. Ngồi, đưa em bỏ túi đi ngồi mắt. Có gì gài anh trả lại. Trời ơi, mày chơi của thánh. Tôi bột mạnh lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao anh bỏ chạy đó? Chạy chạy ra hả? Chạy ra. Hử hên sao chạy là hết, còn nhiều gì? Tự nhiên bỏ lại cái chiếc ai cho nhìn đi. Bỏ đi. Không có la chứ. Lên xe chạy trả luôn, chạy trả luôn, chạy trả luôn. Tôi chơi nào cũng không có nè.